này tôi xin giới thiệu chiếc điện thoại Samsung Galaxy Tab, một trong các sản phẩm mà đứng cạnh tranh với iPad của Apple. Chiếc điện thoại Samsung Galaxy Tab này được thiết kế màn hình 7 inch, độ phân giải 1024x600, cho độ tương phản và màu sắc khá đẹp. Bên trên được hỗ trợ camera 1 megapixel, có thể support video call. Ở dưới chúng ta thấy có 4 phím cơ bản của Android như phím menu, home, phím back và phím search. Đằng sau được thiết kế một camera 3 megapixel hỗ trợ support video, có thể quay được theo chuẩn SD, hỗ trợ flash. Ở bên trái chúng ta thấy có micro. Ở bên phải chúng ta thấy có nút nguồn, hai nút chỉnh volume, một khe gắn thẻ nhớ micro SD và một khe gắn SIM. Ở bên trên chúng ta thấy có một sắc cắm tai nghe chuẩn 3.5mm, rất là phổ biến cho những tai nghe nghe nhạc bây giờ. Ở dưới chúng ta thấy có hai loa stereo và một jack cắm đặc biệt của Samsung. Các bạn thấy cái điện thoại này là tương đối quá khổ. Micro được thiết kế bên hông và loa được thiết kế bên dưới, nên khi chúng ta nghe chúng ta phải nghe như thế này rất bất tiện. Mà theo tôi thì bất cứ ai sử dụng Galaxy Tab này nên sử dụng tai nghe Bluetooth. Các bạn thấy đây máy cũng hỗ trợ hầu hết các cái công nghệ mới, ví dụ như Wi-Fi chuẩn N, Bluetooth 3.0, GPS hay cảm biến trọng lực. Đầu tiên ta thử chức năng GPS qua Google Maps. Các bạn đợi một chút để cho nó định vị Wi-Fi. Bạn thấy tương đối chính xác, ở nhà mình ở ngay gần khu tên lửa. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cho bạn xem thử chất lượng về phim. Ở đây có một số phim video Full HD, chẳng hạn như Nobody. Hãy thử xem phim Bugs Bunny. Hình ảnh theo mình thì màu và hình ảnh bộ sắc nét là tương đối đẹp. Khách quan mình nói có thể mình nghĩ đây màu này đẹp hơn iPad của Apple. Đơn giản vì độ phân giải cao và màn hình nhỏ hơn nên độ sắc nét bạn sẽ thấy tốt hơn. Đồng thời Samsung cũng rất nổi tiếng trong việc sản xuất màn hình nên cho độ contrast khá tốt. Sau đây mình sẽ thử một thử game Alphard, là game một trong các game 3D tương đối nổi tiếng của Gameloft. Bạn thấy loa ngoài tương đối tốt. Khả năng 3D tương đối tốt. Khá nhanh. Màn hình khá nhạy. Bây giờ thử test khả năng 3D của điện thoại này.
Sau đây tôi giới thiệu khả năng mà ai cũng muốn sử dụng mà trên Galaxy Tab, đó chính là khả năng duyệt web. Bạn có thể dùng Galaxy Tab để duyệt web những cái để xem web chứng khoán trực tuyến, ví dụ như đây. Bạn thì zoom tương đối tốt. Hoặc để xem tin tức, ví dụ như trang VN Express. Các bạn, nếu các bạn để ý thì trên vì sử dụng Android nên các bạn thấy sẽ có một số cái file flat có thể hoạt động tương đối tốt, ví dụ như khả năng zoom và khả năng tương đối nét. Về tổng quan mà nói, chiếc điện thoại động này khá tốt và tiện dụng cho người dùng. Do được trang bị là Android, chúng ta có thể thừa hưởng một kho phần mềm khổng lồ miễn phí. Ngoài ra, chiếc điện thoại này rất thích hợp cho những người chơi chứng khoán vì có hỗ trợ flash. Do có 3G nên chúng ta có thể check mail hay check chip mọi lúc mọi nơi. Nhưng điểm yếu của điện thoại này đó chính là pin. Pin thì dùng được hơn một ngày, rất là kém so với các điện thoại di động thông thường.